Chương trình thể dục dưỡng sinh càn khôn thập linh với hội từ bi phụng sự và Tracy Phạm Uyên Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả. Thập linh là có 10 thể và cái 10 thể đó từ cái con mà nhỏ nhất ở dưới thấp nhất là con cóc, từ ra con trâu rồi con trâu nó lên trên bờ thành con cò nó bay thành con rồng. Rồi là 4 cái thể mà mình đang học và học xong 3 thể trước rồi bây giờ đang học thể thứ tư. Sau con rồng rồi thì mình còn học con phượng nữa. Rồi từ từ là mình có nguyên cả một series 10 con lại và lấy càng và khôn là hai cái mà ở cái vũ trụ của mình. Bây giờ thì thầy xin mời các bạn anh chị đã cùng nhau tập về thầy lại ba cái thể đầu, tức là thể con cóc, con trâu và con cò. Con cóc là cái thể làm cho cái vùng năng lượng số 1 ở người mình nó phát khởi, cho nên cái thân thể của mình sẽ khỏe hơn, vì cái đó là cái vùng năng lượng của cái sinh tồn, của cái thân thể, của cái xác thịt, của cái tinh của người mình, nguyên tinh người mình. Cái vùng năng lượng thứ hai đó là cái thể con trâu sẽ làm phá khởi cái năng lượng thứ hai này. Thì con trâu đó là cái thể mà nó rất là nhẹ nhàng và nó làm cho mình càng ngày cái lòng tham càng bớt đi, mà cái vùng bụng của mình, cái hệ thống mà từ gan mật cho đến cái hệ thống mà mình gọi là đường ruột đó, nó tốt hơn. Và cái thể thứ ba đó là thể con cò thể mình đưa tay lên như con cò trên núi đó, thể đó đó nó làm cho energy mình nó lên tới cái luân xa số 3 này, tức là cái vùng mà năng lượng số 3 ở dưới cái ngực của mình đây chút xíu này, cái tấm oa đó nè. Thì cái vùng năng lượng đó nó rất tốt, để khi mà nó phát khởi rất tốt thì làm cho mình trở nên nhẹ nhàng hơn, tự tại hơn, cho mình không còn có cái cảm giác bất an toàn là phải đi kiếm danh kiếm lợi, phải đi kiếm những cái thứ bên ngoài nữa, mà tự mình cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Và nó giúp cho cái hoàn cách mô, vậy là cái phổi, vậy là cái vùng dưới vùng trên này, hai cái nối liền lại với nhau, enzyme chạy liền với nhau. Thì ba cái thể này thì mình sẽ làm với nhau mỗi thể 5 lần để cho các bạn mà có thể theo dõi lại được 5 lần mỗi thể. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng con cóc, sau đó con trâu và cuối cùng là con cò. Dạ, mời anh Hiền. Xin mời quý vị khán thính giả chuẩn bị cùng làm với các anh chị ở đây. Bước chân ra, giơ tay lên chuẩn bị. Sẽ làm cái thể cuối cùng. Thì chắc là thầy xin nhận các bạn anh chị khán thính giả đó, là mỗi cái thể này mình làm đó là mình điều hít thở theo cái động tác. Khi mình hít vô thì mình ráng hít vô, khi nào thở ra thì mình nói thở ra. Cái sự phối hợp cái hơi thở và cái động tác đó làm cho cái thân thể mình mới chuyển động cái energy trong người mình được. Thế bây giờ mình làm thế thứ hai, thứ ba, thế con trâu. Con trâu. Ở con trâu. Dạ. Con trâu. Xin mời quý vị khán giả cùng làm với chúng tôi thế con trâu. Mình làm thế con trâu thuận trước. Mình cứ đọc khẩu quyết cho họ biết lần luôn. Muốn đọc khẩu quyết là khẩu quyết lần luôn. Rồi. Sẽ soạn bước chân trái ra, giơ tay lên, hít vào đưa người tới, đẩy trừ phiền não, buông xả vạn duyên, mở khai tâm lượng, trở về nhà Phật. Hít vào, thở ra. Hai. Hít vào. Hít thật sâu. Thở ra. Ba. Hít vào. Thở ra. Cong lưỡi lên. 4. Hít vào. Thở ra. 5. Bước về tư thế. Hít vào. Thở ra. Giờ xin mời quý vị sửa soạn mình tập thế con trâu nghịch. Bước chân phải ra, đưa tay lên, đưa người tới, hít vào, hiến thân chân thật, thở ra, thoái thân liễu nghiệp. 1. Hít vào. Thở bằng mũi. Thở ra. Cong lưỡi lên. 2. Hít vào. Thở ra. 3. Hít vào. Thở ra. 4. Hít vào. Thở ra. 5. Bước chân về thu thế. Hít vào. Thở ra. Rồi. Giờ thấy thế thứ ba là thế con cò hay con hạc. Xin mời quý vị khán thính giả chuẩn bị để tập theo. Hít vào, giơ tay lên, chiếu phá điểm mù,
mở tay ra không tâm tiếp thọ, đá chân ra nhẹ nhàng nhập tế. Một. Hít vào, mở tay ra, đá chân ra, thở ra. Hai. Hít vào, mở tay, đá chân, thở ra. Ba. Hít vào, thở ra. Bốn. Hít vào, thở ra. Năm. Đẹp quá. Thu thế, hít vào, thở ra. Rồi, cảm ơn anh chị. Bây giờ mình vừa ôm xong ba cái thể tạm. Con rồng là cái thể mình mới làm được nửa thôi. Và con rồng là nó nói về cái vùng phía trên này. Thì các bạn biết đó, hồi nãy mình nói sơ sơ về những trung tâm năng lượng đó. Vì nói về cái hàm ý trung tâm năng lượng ở đó, thì cái trung tâm năng lượng đầu tiên về mặt tâm lý thì nó làm cho mình chỉ nghĩ tới chuyện sinh tồn mà thôi. Trung tâm năng lượng số 2 đó, gọi là cái luân xác số 2, thì mình chỉ nó làm cho mình chỉ nghĩ tới một cái chuyện làm sao mà thỏa mãn cái dục vọng của cái thân xác, không phải là dục vọng của trí óc, dục vọng của thân xác. Làm sao ăn cho ngon, đồ cho nhiều, làm sao cho có ở chung quanh đồ đạc này nọ, dục vọng thân xác. Làm sao mà cho nó sướng cái da thịt, làm sao nó cho sướng cái con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng. Bây giờ cái lúc đó năng lượng số 3 đó, thì nó không phải là đòi hỏi dục vọng nữa, mà nó muốn là làm sao mà tôi có được cái tên tuổi của tôi, có cái ngã của tôi mà người ta biết tới. Thì cái số này, cái lúc trung tâm năng lượng tới đấy là nó làm cho mình hình thành cái dục vọng là mình muốn có mình và được người ta nhận ra. Cho nên cái chỗ này là ba cái mà tạo thành một gọi là cái bộ ba mà quan trọng nhất của cái cuộc sống của người mình, là nó khó phá trừ lắm. Chứ bây giờ nên muốn phá trừ cái sự chấp trừ của ba cái chuyện đó là cái bản ngã của mình, danh vọng của mình, và cái thứ hai là cái dục vọng thân xác, và thứ ba là cái chuyện sống sinh tồn của mình đó. Thì con rồng là cái tư thế thứ tư đó, nó làm cho mình thoát khỏi. Cho nên ba cái luân xa đó, ba cái trung tâm năng lượng đó, ba cái thoại đó cũng giống như cái núi Tu Di lớn vô cùng, mà mình con rồng mình kẹt cái này, cho nên con rồng này nó bùng qua vằng về, rồi nó làm sao mà nó thoát ra được. Thì khi thoát ra, con rồng này hay là nó vung vằng ra, là nó phá những cái chỗ để nó bay ra rồi đó, thì con rồng nó lại không có nổ tung cái núi, mà nó bay ba vòng, là lượn ba vòng. Lượn ba vòng có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai. Đồng thời là lượn ba vòng có nghĩa là nó biết được rõ ràng, không còn điểm mù với cái bản ngã nữa. Tại vì là nếu mà mình chỉ đi ra thôi thì mình không thấy được xuống núi có cái gì. Tại đó con rồng là lượn ba vòng, mà khi mà nó lượn được ba vòng đó, thì tức là cái núi đó bây giờ là còn nó nhỏ lại, giới hạn. Vì hồi xưa cái núi là lớn lắm, thấy không được. Thế bây giờ tại đó là cái núi này bây giờ nó nhỏ đủ để mà con rồng nó bay ba vòng lại xung quanh, cho nên nó không còn chỗ nào mà nó không thấy. Thì tức là khi mình tu luyện hồi đó, thì mình làm sao mình thấy được cái điểm mù của mình nhìn từ nhiều phương diện. Và cái hành động mà lượn ba vòng đó thì mình gọi là lượn qua lượn về, lượn qua lượn về. Thì bây giờ để cho mình thấy cái bà có cái hình dung được con rồng này, thì thầy mình chia làm ba cái giai đoạn tập luyện. Thì giai đoạn đầu tiên đó, thì mình chắp tay lại và chuẩn bị hợp nhất cái âm dương mình lại với nhau này. Thứ hai là mình hướng thượng này, thì hướng thượng ra khỏi cái bản ngã này, được rồi các em. Xong rồi đó, mình nghiêng qua này, mình nghiêng về, rồi mình đỏ cái đoạn đó là giai đoạn chuẩn bị con rồng nó vùng vằng. Bây giờ con rồng này, nó phá cái núi này, thì mình gọi là chém qua, mình chạm về, rồi mình chặt xuống. Xong rồi đó, mình đưa cái tay mình lên, mình lường lên một lòng vòng như vậy, mình gọi là đưa lên này, rồi mình hạ tay xuống, để kia này, để mình chạm ngược lại, chạm qua, chạm về, rồi chặt xuống lại. Thế nên chỉ có một cái chỗ nhất thôi. Chỉ giai đoạn 2 là cái giai đoạn mà mình gọi là mình vùng vằng ra rồi, thì mình phá cái núi đó, phá cái lỗ đó, để cho mình có thể ra khỏi, thoát ra khỏi. Cho nên giai đoạn 1 là mình chuẩn bị, mình vùng vằng. Giai đoạn 2 mình phá cái lỗ núi ra ngoài. Giai đoạn 3 là mình lượn 3 vòng. Và cuối cùng là mình bay lên giai đoạn 4. Thế là bây giờ mình học giai đoạn 1 trước ha, các bạn ha. Mình ôn lại, bây giờ các anh chị cũng làm thầy giai đoạn 1 này. Ôn 5 lần luôn hả thầy hả? Làm 5 lần, làm 5 lần hết. Rồi. Mình còn 1 phút nữa mình làm 5 lần được thầy. Rồi, bây giờ này, đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chạm qua,
chém về, chặt xuống, rồi đưa lên, hạ xuống, chém qua, chém về và chặt xuống. Rồi được, tốt lắm, đứng lên lại, chắp tay lại. Rồi đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống. Rồi hai, đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống. Ba, đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống. 4, đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống. Thứ 5. 5. Vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị khán thính giả. Sau đây là phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời chương trình. Cảm ơn quý vị ạ. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thể dục dưỡng sinh Càn Khôn Thập Linh với Hội Từ Bi Phụng Sự và với thầy Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiền cũng như tất cả các anh chị em huấn luyện viên tại Orange County và Tracy Phạm Anh Trâm. Hôm nay trở lại với cái phần sau của Thế Con Rồng. Xin mời thầy chỉ tiếp ạ. Xin nhắc các bạn là cái con Thế Con Rồng này nó chia làm 3 giai đoạn chính. Cái đoạn cuối cùng đó là mình chưa học tới, học cái đoạn đầu đó. Cái đoạn đầu là cái đoạn mà con rồng nó vùng vằng. Cái đoạn thứ hai đó là nó bắt đầu nó phá cái núi. Cái đoạn ba là lường. Sau ba cái đoạn đó rồi, cái đoạn cuối cùng cả là mình không tỉnh, là cái đoạn mà nó bay ra. Thì bây giờ đó thầy sẽ nhắc lại từ cái đoạn một. Bởi cái đoạn một đó là con rồng nó vùng vằng thì nó trước hết đó nó đứng lên này, thì nó nghiêng qua trái này, nó nghiêng qua phải này. Đó là giai đoạn mà con rồng nó vung vằng, chứ nó chưa gọi làm gì cả. Bây giờ đoạn 2 đó, đây đoạn nó chém cái núi. Thì bây giờ mình làm cái đoạn thứ 2 cho bà con quay lên. Từ đây hả? Chém qua, chém về và chặt xuống. Cho đó là nó chém cái núi đó. Nó tu di, tức là cái bản ngã, nó chém qua, chém về, vứt, chém cái núi. Mà nó chém hai bên lại. Tức là chém qua, chém về và chặt xuống. Thì các bạn để ý thì cái đầu thầy nghiêng qua bên, không đứng lên này. Rồi xong rồi đó, mình muốn qua bên kia lại thì mình đứng tay lên, hạ tay xuống để mà mình qua lại bên này. Thì mình chạm qua, nghiêng đầu, chạm về, nghiêng đầu, chặt xuống. Đó là giai đoạn 2, một giai đoạn mà nó phá cái núi. Thành giai đoạn 1 đó là giai đoạn vùng vằng, giai đoạn 2 là phá. Giai đoạn 3 đó là giai đoạn nó không còn điểm mù nữa thầy. Thành ra trong cái chuyện mà mình gọi là chuyển hóa cái bản ngã mình đó, thì mình thế nào mình cũng có những cái đoạn đó. Tức là cái đoạn mình gọi là thứ nhất là cái đoạn mình bắt đầu thấy những cái chuyện sai lầm của mình. Thứ hai đó là cái đoạn vung văng, là mình gọi là thấy cái điểm mù, điểm xấu của mình. Cái đoạn hai đó, là mình bắt đầu cố gắng mình sửa những cái điểm xấu của mình. Nhưng mà mình sửa điểm xấu thì mình phải bỏ những cái chuyện mà xấu xa. Nhưng mình chưa thấy hoàn toàn. Cái đoạn ba đó là cái đoạn mình thấy hoàn toàn 360 độ cái điểm mù của mình, không còn điểm mù nữa. Thì lúc đó mình như con rồng mình thoát ra mà giải thoát. Thành ra bây giờ đó thì mình sẽ tập cái giai đoạn 3. Giai đoạn 3 đó là như vậy mà em. Thì hai cái tay của các bác đó sẽ chấp lại với nhau. Và người mình phải cong qua hàng bên, không cong bên thì mình sẽ đau chỗ này. Thế nên cong bên. Cái cùi chỏ mình chĩa lên trời, cái nách mình mở ra. Và mình tưởng tượng có một cái đường xe chạy trước mặt cái này. Mà cái bàn tay mình là cái xe. Hai tay chấp lại, cái tay này đi qua cái đường đó, đi về lại.
Và cái đường này nó thẳng, cái nó không có xiên xuống. Trừ ra mình bạc ở trong tiểu bang, xe tiểu bang gì mà đường đi xuống ngoài San Francisco có cái đường, đường mà đường đi đi xuống thấp dốc đó. Nhưng nếu các bạn ở San Francisco thì các bạn có thể tập theo kiểu này. Nhưng mà nếu các bạn mà ở vùng Orange County hay là vùng tự bán khác cái đường thẳng đó, thì nên tập cái đường thẳng chạy qua như vậy này, rồi trở về chạy về lại đó. Thì mình gọi là cái lượng qua lượng về, thì cái hình dung mà mình lượng như vậy đó, tức là biểu tượng như cái núi Tu Di này bây giờ nó nhỏ lại rồi, thế con rồng nó bay lượng qua lượng về như vậy này. Thì thay vì mình làm vòng tròn, thế mình lượng vòng tròn như vậy đó thì nó khó quá. Thế mình nói mình lượng qua bên này là mình lượng trở về lại như vậy được rồi. Và lượng ba vòng, tức là cái chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai mình đều thấy được cái điểm mù của mình cả. Thế nên con rồng là nó rất là hay làm mình phá cái bản ngã. Thế nên bây giờ để thầy làm lại từ đầu và thầy giới thiệu các bạn từng giai đoạn một để các bạn nhớ. Đầu tiên là mình thầy, mà còn cái chân thì sao thầy, lúc nào mình cũng khuỵu xuống, lúc nào hai đầu gối cũng chùm vào nhau cả và khuỵu xuống phải không thầy? Và khuỵu xuống. Thế bây giờ các bạn qua hết, đầu tiên chắp hai bàn tay lại này, rồi xong là mình phải có cái chỉ hướng thường, đưa tay lên nhọn lên này, rồi xong rồi đó cái đoạn vung văng, cái đoạn một là mình nghiêng qua trái, mình nghiêng qua phải. Cái đoạn này là vung văng để bên người ta chỉ cái điểm mù, điểm xấu của mình đó, mình khó chịu lắm, cho nên mình phải nghiêng qua, bẻ qua mình nghe được cái lỗ tai mình nghe cái lỗ tai này, đừng cho rớt ra bên ngoài. Rồi xong rồi đoạn một xong rồi, cái đoạn hai là cái đoạn phá này, phá ngã này, chạm qua này, chạm về này, chặt xuống này, đứng lên này, rồi hạ xuống, chạm qua này, chạm về này, rồi hạ xuống. Cái đoạn đó gọi là cái đoạn mà mình phá ngã, tức là mình phải chặt chém, mình đổ máu một xíu. Thường thường như vậy là mình vùng vằng, mình chửi mình nói mình. Thì cái đoạn đó nó khó, và nhiều người họ càng phê bình mình thì mình càng thấy là mình khó chịu. Nhưng mà cái đó là cái đoạn thứ hai. Sau khi mình chạy xuống rồi đó, bây giờ mới tới cái đoạn gọi là mình thấu triệt rồi, cho nên mình nhẹ hơn, mình thấy toàn diện hơn. Lượng qua, lượng về này, bây giờ lượng qua bên này này, lượng về, lượng qua, lượng về lại. Thì cái đó là cái đoạn mình gọi là lượng, mình thấy rõ cái bản ngã cái đoạn 3 rồi. Cái đoạn cuối cùng là cái đoạn 4 đó, thì mình không ngoại tới là cái đoạn mình hạ xuống, tức là mình phải nhún, mình khiêm nhường rồi đó, thì mình mới ra khỏi cái bản ngã, mình nhảy lên, rồi hai tay mình nhẹ nhàng hạ xuống. Thì cái chuyện mình nhảy lên đó, thì các bạn cứ làm từ từ, vì tùy sức mà mình làm. Nhiều khi các bạn không nhảy được thì các bạn cứ nhón lên được rồi. Nhưng mà cái hay nhất của cái thể này là lúc là mình muốn ra khỏi cái bản ngã, mình phải thấp mình xuống, nhẹ xuống. Thật nhiều khi mình ngồi chức vụ cao quá mình phải chịu khó ngồi chức vụ thấp. Nhiều khi này, mình muốn thấy mình phải hà mình xuống thì mình mới ra khỏi. Cho nên là cái đó là cái triết lý mà căn bản. Và khi mà bạn tập cơ thể con rồng hôi, tự nhiên là cái quan điểm về mình, chính mình tự nhiên mình thay đổi lần lần lần. Bây giờ đó như vậy, mình sẽ cùng nhau mình tập với nhau. Thì lần này đó thì thầy, thay vì thầy tập với anh em trái phải thì bây giờ thầy tập ngược lại là phải trái, tức là anh em tập bên trái đó thì thầy làm cái gương, thầy tập bên phải để cho các bạn khán giả họ thấy rồi họ tập theo. Thì bây giờ mình sẽ làm tất cả là 10 lần, ok, và mình làm chậm một xíu anh hiểu không? Thế thầy còn vấn đề thở thầy có dạy ngay bây giờ không hay là để sau? Không, thì bây giờ thì bà con cứ việc thở túi bụi, cứ việc thở là được rồi. Nhưng mà các anh chị thì cứ thở theo đúng cái kiểu mình thở, tại vì cái thở đó là nó sau này khi bà con tập chừng khoảng 1-2 tuần rồi thì mình dạy cái thở là mỗi lần qua bên này thì thở mình vô, bên kia thở ra, kiểu như vậy, thay đổi qua thay đổi về. Nhưng trong trường hợp này thì từ từ mình chỉ cần nhớ là cái chân mình phải chùm lại, cái người mình cong xuống, cái đầu mình nghiêng qua một bên, hoàn toàn qua một bên, cái lưng mình nó phải cong. Và nếu bạn đứng mà thẳng thẳng đó, cái lưng nó cong không được nữa, cho nên cái đầu nó nghèo như vậy này, mình làm kiểu ông rồng như vậy này bà con. Thành ra cái đó thì nó sẽ là đi ngược lại ông rồng rồi. Thành ra mình phải làm sao mà mình nghiêng qua bên này. Rồi bây giờ mình cùng nhau làm các bạn ấy. Rồi để xin mời các quý vị sửa soạn cùng tập với chúng tôi. Chuẩn bị, tay lên, đứng lên, nghiêng qua, nghiêng về, chém qua, chém về, chặt xuống, đứng lên, hạ xuống, chém qua, chém về, chặt xuống, chặt qua, về, chặt qua, về, chặt qua,
Để hạ xuống. Để lên. Một. Lên. Quý vị hít vô. Nghiêng qua. Cong lưỡi. Nghiêng về. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Đứng lên. Hạ xuống. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Hạ xuống. Bay lên. Hai. Đứng lên. Hít vô bằng mũi. Nghiêng qua. Cong lưỡi. Nghiêng về. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Đứng lên. Hạ xuống. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Hạ xuống. Quay lên. Ba. Đứng lên. Hít vô bằng mũi. Nghiêng qua. Cong lưỡi lên. Nghiêng về. Chém qua. Phủi chân xuống. Chém về. Chặt xuống. Đứng lên. Hạ xuống. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Lượn về. Hạ xuống. Bay lên. Bốn. Đứng lên. Nghiêng qua. Nghiêng về. Quý vị nhớ chụm chân. Chém đầu qua. Xuống. Chém về. Chặt xuống. Đứng lên. Chém qua. Chém về. Chặt xuống. Lượn qua. Về. Lượn qua. Lượn về. Lượn qua. Về. Hạ xuống. Bay lên. Năm. Rồi, thu thế. Hít vào. Thở ra. Mình buông thõng cái người mình xuống. Nhắm mắt. Thả lỏng cái da mặt của mình. Hai vai. Cánh tay, bàn tay, ngón tay. Bụng về lại cái bắp đùi thả lỏng ra. Nhẹ nhàng vô cùng. Cảm nhận cái sự nhẹ nhàng của cái thân thể. Cảm nhận cái sự bất động của thân thể. Rồi bây giờ mình đưa tay lên, hít vô. Thở ra. Con xin hỏi thầy trước.